Thì hôm nay chúng ta cũng có thông tin uh, liên quan đến đồng của công ty Facebook Đã lâu rồi chúng ta không nói đến Các bạn cũng đã nhớ là bắt đầu từ năm 2019 là chúng ta đã nghe nói tới những thông tin liên quan đến đồng của Facebook Trước đây gọi là đồng Libra Bây giờ họ đã đổi lại gọi là đồng Diem Thì uh, các bạn thấy là thông tin bây giờ đó là đồng Diem sắp sửa được ra mắt cùng với lại cái ví của đồng Diem Đó chính là cái ví Novi Thì đây là cái thông tin được chia sẻ bởi David Marcus là người đứng đầu của cái dự án của đồng Diem này của công ty Facebook thì trước khi mà các bạn hỏi thường là đồng này nếu chúng ta có nên đầu tư hay không thì các bạn cần nên hiểu là đồng Diem này đó D I E M trước đây gọi đồng Libra đó đây là một đồng ổn định Novi là cái ví mà đồng Diem sẽ được uh, lưu trữ trên cái ví Novi này thì đồng đêm nào đó ổn định tôi nghĩ là sẽ không lên hay là sẽ không xuống là sẽ dựa theo đồng đô la một đồng một đô la cho nên đây không phải là đồng mà các bạn đầu tư nó tương tự như là những đồng như là đồng USDT hay là đồng USDC gì đó thì bây giờ ra thì uh, kết quả là năm 2021 thì đồng đêm này cùng với cái bí Novi sẽ được ra mắt uh, và cái ngày này thường không có tin tưởng lắm Tại vì năm 2021 Trước đây các bạn đã nghe nói Tới năm 2019 á, Là cuối năm đó sẽ ra cây đồng Libra. Sau đó, đó thì các bạn được là rất nhiều những cái nghị sĩ quốc hội rất phẫn nộ tại vì bây giờ đó facebook nó bị nhiều cái vết khác nhau tại vì các bạn thấy được là liên quan đến là trong cái cuộc bầu cử mới đây bầu cử tổng thống của hoa kỳ đó thì công ty facebook đã không có quản lý thông tin giả và đưa ra nhiều cái thông tin không đúng sự thật vân vân và công ty facebook lại có những cái xu hướng là ngăn cản một số những thông tin mà nhiều người đăng lên liên quan đến nhiều cái sự kiện khác nhau và facebook lại bị dính vào những vụ kiện À, như là xâm phạm đến tài liệu riêng tư của những người mà sử dụng Facebook vân vân cho nên việc mà Công ty Facebook đưa ra một đồng ổn định đã khiến cho quốc hội rất phân nộ và cái dự án này đã kéo dài cho đến bây giờ. Năm 19 không có ra, năm 20 không có ra, bây giờ năm 21. À, họ nói là trong năm nay sẽ có đồng đêm và cái ví nô vị được ra mắt thì chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi mà thôi nhưng mà đối với Thuận đó thì đồng chim này đó chúng ta cũng không nên coi nhà tại vì đó đây là một đồng tuy là ổn định nhưng mà khi mà vừa ra mắt thôi có thể là cái số lượng người sử dụng nó còn nhiều hơn cả tether còn nhiều hơn cả usdc và có thể là một cái cổng rất là lớn để mà thúc đẩy thêm người vào thị trường này tại vì facebook đó công ty này đã có tới 1,3 tỷ người đang sử dụng công ty Facebook hiện bây giờ. Các bạn thấy được con số cực kỳ cao. Và Đồng này có thể được sử dụng giữa ứng dụng Facebook, ứng dụng Instagram, ứng dụng WhatsApp, ứng dụng Messenger và đây là một trong những đồng mà có thể dùng để mà kinh doanh các bạn được là trên Facebook giờ chúng ta có những người mà bán hàng và thanh toán thì có thể được thanh toán bằng đồng Diem này thì đây không phải là một đồng nhỏ nếu như mà thực sự là ra đời thường nghĩ là đây thì sẽ là một đồng ổn định rất là lớn và David Marcus nói đồng này sẽ kết nối với lại cái ví Novi Ví này sẽ cho chúng ta có nhiều cái chức năng như là làm sao để mà kết nối với lại những cái dự án DeFi vân vân Và David Marcus đó, bây giờ đó, giống như là đang muốn quốc hội cho công ty Facebook một cơ hội để có thể có đồng điểm Đây là thông tin liên quan tới đồng của Facebook nếu như mà nào mà có hứng thú Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái bài này đi Đây là một cái bài mới nhất từ công ty CoinShares Công ty Coinshare đó thì mỗi tuần à, họ thống kê những cái quỹ đầu tư như là các bạn thấy trên màn hình đó, hôm trước cái tay 2 ngày đó thường đã chia sẻ cái à, biểu đồ này, biểu đồ này là cái số lượng tiền được đẩy vào những quỹ đầu tư liên quan đến tiền kỹ thuật số thì trong dòng 6 tuần liên tục các bạn thấy được là cái dòng tiền là chảy ra ngoài nghĩa là có người rút à, crypto ra khỏi những cái à, quỹ đầu tư này nghĩa là họ bán crypto rút tiền ra liên tục 6 tuần nhưng mà con số không có lớn thì công ty con share chia sẻ thông tin này đã nói là trong vòng 6 tuần cái số lượng tiền mà rời khỏi đó là 22 triệu con số này thực sự là không có lớn thì họ không nghĩ là liên quan gì đến uh, tin tức xấu trên thị trường này và con số này so với cái con số uh, nhập vào và rút ra trước đây đó rất là nhỏ 6 tuần liên tục mà chỉ có 22 triệu Như cái thể chỉ liên quan đến là cái mùa này Nhiều công ty uh, không có muốn đẩy tiền vào những quỹ đầu tư mà thôi Và những quỹ đầu tư mà họ nói đó là công ty Grayscale Công ty share XBT, Concept Physical, công ty 3IQ, công ty 21 Shares, công ty Purpose, công ty mà đứng sau lưng Bitcoin ETF ở Canada đó, công ty ETC, Israel, công ty Bitwise và những công ty khác. Nhưng mà cái điều mà Thuận muốn chia sẻ với bạn đây đó thì đương nhiên là cái số lượng tiền lớn rút ra đó là rút ra khỏi đồng Bitcoin. Cái đó là Ethereum nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy có dòng tiền chảy vào trong thị trường này và Chảy vào nhiều nhất là đồng Cardano tuần vừa rồi, kế đó nữa là Polkadot và kế đó nữa là Stellar là Lumen. Thì đây là một cái thông tin rất là thú vị. Các bạn thấy được là chúng ta nói tới những cái altcoin đó thì chúng ta thực sự là thấy tuy là Bitcoin có cái sự khựng lại trong dòng mấy ngày hôm nay nhưng mà liên quan tới altcoin thì khá là sôi động. Để thường chia sẻ với các bạn, các bạn đã thấy được là Cardano trong vòng một tuần qua đã tăng 19%. 5 trong khi mà Ethereum thì xuống 4,7% Bitcoin thì xuống 2%. Thì chúng ta nói tới Ethereum trước đi, sau đó chúng ta nói tới một số những thông tin khác. thì Ethereum thì liên quan tới Ethereum nó khác với là Bitcoin một chỗ là khi chúng ta nhìn vào đây là biểu đồ của nến ngày liên quan tới cái số lượng Ether nạp vào rút ra thì các bạn thấy rất rõ ràng là một ngày, hai ngày, ba ngày bốn, ngày, bốn ngày, năm ngày liên tục mãi cho tới ngày hôm qua là cái số lượng Ether rút ra nhiều hơn là nạp vào. Và chúng ta nhìn vào cái số lượng Ether trên sàn giao dịch đó Thì khác với Bitcoin là cái xu hướng của Ether là tiếp tục mất đi Và mất đi khỏi sàn giao dịch Thì mất đi đi đâu? Có thể là họ rút ra để họ tham gia vào staking Ether 2.0 tại vì gần đây khi mà chúng zoom vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta có một cái sự tăng trưởng mạnh liên quan đến cái số lượng Ether tham gia vào staking cho Ethereum 2.0 thì bây giờ đã có tổng cộng đó là 5,92% của tất cả Ethereum tham gia vào staking cho Ether 2.0 rồi, có nghĩa là con số này đó khi mà nạp vào Ether 2.0 thì sẽ nhận được lợi nhuận à, nhưng mà không rút ra được cho đến khi nào mà Ether 2.0 kích hoạt mà thôi Nghĩa là những cái số tiền trong đây đó, họ rất có lòng tin Tại vì nếu như mà Ether 2.0 thất bại thì sẽ không rút tiền ra được Và con số này là bao nhiêu khi mà chúng ta tính theo cái số Ether Thì các bạn sẽ được là gần như là 7 triệu Ether không phải là 7 triệu đô la mà là 7 triệu Ether Các bạn cần phải lấy cái số tiền này nhưng cho cái giá hiện tại là 7 triệu Ether Đã được lóc lại trong Ether 2.0 Đây cũng là một những lý do tại sao chúng ta thấy được Ethereum Cái số lượng có trên sàn giao dịch nhà lại càng thấp đi Và vì cái lý do đó nó tiếp tục hoan Thì các bạn đã nói Thuận là thường đọc tên của ông này đã, đã đọc sai Tại vì Thuận không phải là người sống ở Hàn Quốc Nhưng mà thường không nhớ là đọc làm sao cho đúng Cho nên thường tiếp tục đọc là Kiyong Yu đi cho nó dễ thì đây là người cũng rất nổi tiếng trên phiếu tục hoa nói là có lòng tin là Ethereum đó sẽ đạt được cái đỉnh cao mới trước hơn cả Bitcoin đây là một cái lời phát biểu mà ghi nhiều sự tranh cãi tại vì có rất nhiều người ủng hộ Bitcoin và nghĩ là Bitcoin sẽ đến cái mức cao trước Ethereum nhưng mà người này lại nói ngược lại là Ethereum có thể đạt đỉnh cao mới là nhìn vào cái số lượng Ether rồi khỏi sàn và cái lực ép này thực sự rất lớn có thể nói là nếu như bùng nổ đó thì giá Ether sẽ tăng rất là mạnh và thứ nhì nữa là chúng ta nhìn vào đó một trang web đây chính là All Time High Coin Index thì các bạn sẽ thấy được là khi chúng ta nhìn vào giá Ether hiện bây giờ để thuận đổi qua à, cái mức cao đi thì giá Ether hiện bây giờ đó so với Bitcoin thì Ethereum gần cái mức cao hơn là Bitcoin có nghĩa là Bitcoin bây giờ là khoảng 44.700 mức cao là 64.800 thì bây giờ đó đã bây giờ đã xuống là trăm từ mức cao Ethereum đó thì là 30,12. Thực ra mà nói bây giờ cũng gần như là bằng nhau mà thôi. Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có nghĩ là Ether sẽ đạt đỉnh cao mới trước Bitcoin hay là không? Các bạn comment ở bên dưới. Về Cardano đó thì chỉ còn 12% nữa thôi là sẽ đạt được cái đỉnh cao mới. Và các bạn thấy được là bây giờ là 2 đồng 15 sen đỉnh cao. Từ trước tới bây giờ của Cardano là 2 đồng 45 sen thì Cardano bây giờ đã có rất nhiều người hứng thú tại vì Cardano đã gần có cái phiên bản cập nhật mà có hợp đồng thông minh đây là điều mà nhiều người đã chờ đợi và nhiều người bây giờ liên tưởng tới Cardano như là liên tưởng tới cái sự bùng nổ của đồng BNB đồng Binance Coin thì Cardano đó ngày một tây này một tháng chín là sẽ có cái ha Harford nhưng mà cái Harford đó là Harford cho cái mạng lưới thương nghiệm mà thôi thì tới ngày 12 tây tháng 9 á, thì mới ha phố cho mạng được chính thức thì lúc đó chúng ta mới có hợp đồng thông minh thì các bạn thay được là bây giờ không còn tới một tháng nữa thì Cardano sẽ bắt đầu có những cái dự án DeFi có những cái ứng dụng phiên tập trung và bây giờ đó phí Ether vẫn tiếp tục cao các bạn thấy được là Ethereum thì vẫn tiếp tục tiến tới Ether 2.0 nhưng mà trong thời điểm này đang nhiều người vẫn tiếp tục đi tìm kiếm những nền tảng mà có những dự án tốt để họ tham gia vào à, tham gia vào NFT tham gia vào sử dụng những dùng DeFi để có lãi vân vân và đây là cái sự thúc đẩy rất lớn khi mà chúng ta nhìn vào uh, đồng Binance đồng BNB thì các bạn thấy được là đồng BNB có sự tăng trưởng cực kỳ mạnh khi mà chúng ta nhìn vào thời điểm là một năm trước đây đi một năm trước đồng BNB đó các bạn thấy được là Giống như chúng ta nói tới tháng 1 của năm 2021 đi Đừng có nói là quá lâu Tháng 1 của năm 2021 Giá của bộ đồng BNB đó chỉ có 20-30 đô mà thôi Mà từ mức đó đã tăng lên tới cái mức cao đó Cái đỉnh cao là 645 đô, 675 đô Bây giờ đó Binance là mức là khoảng 400 đô Thì có phải là người ta nghĩ là Cardano khi mà có nhiều hợp đồng thông minh có những cái ứng dụng như là DeFi hay là con NFT Thì sẽ tăng trưởng mạnh như là chúng ta đã từng thấy Đồng BNB hay là không Thì không hẳn là như vậy Nếu như các bạn thấy là lấy con số là 675 Mà chia cho cái mức giá là khoảng 40 đô đi Thì các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng Nếu như chúng ta tính theo là nhân bao nhiêu lần đó Thì 675 đô chia cho 40 đô Thì các bạn thấy được là tăng trưởng tới 16,8% Và nếu chúng ta lấy cái mức giá À, hiện tại của Cardano đó Mà chúng ta nhìn vào vốn hóa đi Vốn hóa Cardano là 68 tỷ Nhưng mà vốn hóa của Bitcoin là 8.40 Thì chúng ta lấy 8.40 đi Chia cho 68 thì các bạn thấy được là Chỉ khác nhau có 12 lần mà thôi Nếu như mà Cardano mà tăng 16 lần đó, Như là nhiều người nghĩ Giống như là cái sự tăng trưởng của đồng BNB Khi mà mọi người đổ vào Để mà mua đồng BNB để tham gia vào DeFi hay là NFT Thì uh, lúc đó Cardano sẽ có cái vốn hóa còn cao hơn cả Bitcoin nữa thì không nghĩ như vậy Nhưng mà đương nhiên cơ hội là Cardano sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng đó là điều mà nhiều người đang mong đợi khi mà có Smart Contract Một trong những điều mà Chúng ta không biết được là cái hợp đồng thông minh Cardano Có thực sự lợi hại như vậy hay là không Tại vì Cardano nói là những cái token trên mạng lưới của Cardano Sẽ là những cái token trực tiếp trên mạng lưới chứ không phải là như token của Ethereum Khi mà chúng ta mua bán đó thì thông qua những hợp đồng chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi một chiếc đồng khác mà bây giờ có rất nhiều người à, nói đến đó chính là đồng Solana Solana gần đây để đạt được cái đỉnh cao mới Bây giờ là 71 đô nhưng mà cách đây không lâu là 79 đô Năm vậy xanh thường nhớ là chỉ ngày hôm qua mà thôi Để thường xem coi có phải gì vậy không Chúng ta thấy được là Cardano đạt cái mức là 79 đô Mới ngày hôm nay mà thôi đã đạt mức 79 đô Thì Solana đã liên tục đạt được cái đỉnh mới Và Solana là một trong những dự án bây giờ đã nằm trong cái top 10 rồi đây là một cái nền tảng hợp đồng thông minh mà đứng sau lưng đó là một sàn rất lớn và một người rất lớn ủng hộ đó chính là Sam Bankman Free đó chính là người mà đứng đầu của sàn FTX thì bây giờ Solana đã là một trong những đồng mà đạt đỉnh mới trong cái thời kỳ này cho nên đó, các bạn thấy được là thời kỳ mà giá cả như vậy mà những cái OCO có liên tục đạt đỉnh mới đó và nhiều OCO bây giờ đang tiến tới gần để trở lại đỉnh cũ thì không giống như là mùa đông năm 2018 chút nào hết và Solana đạt cái đỉnh như thế này đó thì nhiều người bây giờ đang tìm kiếm đồng nào để đồng kế tiếp Bây giờ nhiều người đặt hy vọng vào đồng Polkadot Nhiều người đặt hy uh, vọng vào Chainlink vân vân Các bạn nghĩ đồng nào sẽ là đồng trở về cái mức cao kế tiếp Thì các bạn hãy comment ở bên dưới Nói tới Ether đó, có một điều thường quên chia sẻ mới đây đó là Ethereum Thì các bạn thấy được là không chỉ là tham gia vào staking Mà có thể tham gia vào những dùng DeFi Các bạn thấy được là bây giờ những dùng DeFi lớn đó Mặc dù là Ethereum mạng lưới vẫn rất là mắc khi các bạn di chuyển nhưng mà các bạn hay những ứng dụng DeFi mà nhiều người sử dụng bây giờ vẫn là Ethereum các bạn thấy được là Ethereum, 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 những ứng dụng DeFi lớn bây giờ vẫn là Ethereum mãi cho đến hàng thứ 17 chúng ta mới có một ứng dụng trên Polygon và có một số ứng dụng để là multi chain có nghĩa là các bạn có thể sử dụng được nhiều cái mạng lưới khác nhau Ether được rút ra có thể là được lock lại trong những cái ứng dụng DeFi này và một phần nữa là các bạn thấy được là Ether tiếp tục bị đốt đi và EIP 1559 đó, từ khi kích hoạt tới bây giờ à, đã đốt tổng cộng đó là 62.954 Ether rồi. Thì nếu chúng ta tính theo là cái phần trăm lạm phát đó, thì đã giảm đi 34,35% lạm phát rồi, nghĩa là 1 phần 3 số lượng Ether ra đời mỗi ngày đó thì so với là trước đây đã bị đốt đi và Kế tiếp là thông tin liên quan đến Binance thì không gì được gọi là là cái bạn được rồi, gần đây đó thì những cái quốc gia lại tiếp tục tấn công Binance tại vì Binance một sàn lớn. Có thể là nhiều bạn nói là sao cứ nghe nói tới Binance quốc gia này nói là không có bàn hoạt động quốc gia kia nói là không hoạt động nhưng mà không nghe nói tới những cái sàn khác tại vì sàn Binance là sàn lớn nhất cũng như các bạn thấy được là tại sao mà bây giờ công ty BlockFi đó là một công ty mà cứ bị tiểu bang này cấm, tiểu bang kia cấm mà những cái dịch vụ khác như là Celsius hay là Nexo vân vân thì lại không bị tại vì BlockFi là công ty lớn nhất trong cái ngành mà cho vay tiền kỹ thuật số và gửi đi mà lấy lại Binance là công ty mà lớn về sàn giao dịch crypto cho nên bây giờ đã nhiều quốc gia À, cùng nhau để mà tấn công sàn binance và các bạn thấy được là mới nhất là ngày hôm nay chúng ta nghe nói tới chính là ngân hàng trung ương của Netherlands. Netherlands là một cái quốc gia mà nằm kế bên nước Germany đó nghĩa là nước Đức và nước Belgium và ở gần Vương quốc Anh. thì Netherlands là một quốc gia ở nước châu Âu. thì nói là sàn binance không có bàn hoạt động ở nước Netherlands và không chỉ riêng là Netherlands mà bạn thấy được là bây giờ là nước Ý, nước Malai, nước Poland, Germany, New Quốc Anh, Cayman Islands, Thái Lan, Canada, Nhật Bản, Singapore đều là những quốc gia mà đã đưa ra cái lời cảnh báo là sàn Binance không có bàn hoạt động thì CZ, có như là CEO của Binance nói là bây giờ đó đó là cái tiêu chuẩn hàng đầu của sàn Binance và là đang làm việc với tất cả những quốc gia này để có những bằng hoạt động tại vì uh, sàn Binance thì nó dựa vào một cái bằng hoạt động chung và cứ tiếp tục tiến tới để mà cung có dịch vụ cho nhiều quốc gia khác nhau nhưng mà lại không có xin phép những cái quốc gia đó để có thể có được ba hoạt động trong quốc gia này cho nên đã khiến cho nhiều quốc gia nắm được cái cán đó cho nên sàn Binance mới gặp nhiều rắc rối như vậy nhưng mà CZ bây giờ nói là tiêu chuẩn hàng đầu của sàn Binance là tuân thủ theo luật lệ của từng quốc gia và vẫn tiếp tục đang tìm kiếm rất nhiều người biết về luật của nhiều quốc gia khác nhau để mà tham gia vào sàn Binance để sàn Binance tiếp tục hoạt động để được nói tới bởi CZ trong cuộc phỏng vấn cách đây một ngày bởi đài Bloomberg. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới để các bạn có thể tìm hiểu những cái thông tin như là làm sao để giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance đó chính là đăng ký thông minh của thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Bybit hay là sàn mt và bấm vào cái nút màu vàng nếu các bạn có hứng thú muốn tìm hiểu về rút tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn tìm hiểu những cái tài trợ như là sàn AscendedX hay là sàn MoonXBT và các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là Binance US hay là Coinbase nếu như bạn là một người sống ở Hoa Kỳ Và những video khác như là BlockFi và CryptoKwan Và đây là những gì mình thường muốn chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn